lính đánh thuê Wagner đã tạm dừng bước tiến của họ vào Moscow, sau khi tuyên bố sẽ tiến vào trong phạm vi 200 km từ thủ đô Nga. Nhà lãnh đạo Yevgeny Prigozhin đã đưa ra một ghi chú bằng giọng nói trên kênh Telegram của mình nói rằng ông đã đồng ý ngừng để tránh đổ máu, và điều này được đưa ra sau cuộc đàm phán giữa Prigozhin và nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko, người được cho là đã tham gia vào quá trình giảm leo thang. Chúng tôi đang quay lại vị trí của mình và quay trở lại theo hướng khác tới các trại dã chiến của chúng tôi, theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, Moscow đã chuẩn bị cho sự xuất hiện của quân đội Wagner, thiết lập các trạm kiểm soát với xe bọc thép và quân đội, theo Associated Press. Quảng trường đỏ cũng bị đóng cửa và thị trường đã ban hành tuyên bố tránh xa một số con đường nhất định, AP đưa tin. Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Prigozhin bắt đầu một cuộc binh biến vũ trang bằng cách chống lại sự lãnh đạo của quân đội Nga. Vào thứ Sáu, Prigozhin bị buộc tội phản quốc vì hành động của mình. Cuối ngày thứ Sáu, lực lượng Wagner đã chiếm được một trung tâm chỉ huy quân sự khu vực ở Rostov, miền nam nước Nga. Theo báo cáo của CNN, họ bắt đầu hành quân về phía bắc tới Moscow và tiến xa nhất là Lipetsk, cách thủ đô 120 dặm. Putin cũng gọi cuộc nổi dậy là sự phản bội và phản quốc, AP đưa tin. Tổng thống Nga nói, tất cả những kẻ chuẩn bị nổi loạn sẽ phải chịu sự trừng phạt không thể tránh khỏi. Các lực lượng vũ trang và các cơ quan chính phủ khác đã nhận được mệnh lệnh cần thiết. Sau tuyên bố trên truyền hình của Tổng thống Putin, trong đó ông mô tả các sự kiện trong ngày là một nhát dao sau lưng người dân chúng tôi, không rõ tương lai sẽ ra sao đối với Prigozhin và Wagner, những người đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Rostov của Nga bị phiến quân chiếm giữ là trung tâm hàng hóa quan trọng. Dưới đây là những sự thật về dòng chảy dầu, khí đốt và ngũ cốc ở vùng Rostov phía nam của Nga, nơi thủ đô Rostov-on-Don đã bị lính đánh thuê Nga chiếm giữ. Hạt, Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, với Rostov là khu vực sản xuất ngũ cốc lớn thứ hai và là nơi có cảng sông Don kết nối các tàu xuất khẩu ngũ cốc với biển Azov. Andrei Saizov, người đứng đầu bộ phận tư vấn nông nghiệp của Sovcom, cho biết hiện tại quy mô rủi ro vẫn chưa được biết. Tất cả phụ thuộc vào tình hình diễn biến như thế nào. Hiện tại, mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra như cũ. Nhưng tất nhiên, thời gian là bất tiện, Saizov nói, đề cập đến việc bắt đầu thu hoạch trong khu vực sau khoảng một tuần nữa. Cho đến nay, các chiến binh từ lực lượng dân quân Wagner tư nhân của Prigozhin dường như chỉ nắm quyền kiểm soát thành phố chính trong khu vực Rostov-on-Don và đang tiến về phía bắc qua miền Tây nước Nga. Các cảng xuất khẩu ngũ cốc chính của Nga trên Biển Đen nằm xa hơn về phía nam, và khu vực này không bị ảnh hưởng bởi những diễn biến cho đến nay. Cảng chính ở Biển Đen Novorossiysk tiếp tục hoạt động như thường lệ, hai nguồn tin trong ngành ngũ cốc nói với Reuters hôm thứ Bảy. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, USDA, Nga được dự báo sẽ xuất khẩu 46,5 triệu tấn lúa mì trong niên vụ mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 7. Dầu khí, vùng Rostov không phải là nơi sản xuất năng lượng lớn, nhưng có một số đường ống dẫn dầu và khí đốt lớn đi qua lãnh thổ của vùng này. Nga là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai thế giới sau Saudi Arabia. Một đường ống như vậy, Kuibyshev Tikhorets, có thể cung cấp 0,8 triệu thùng dầu mỗi ngày, BPD, cho cảng Novorossiysk ở vùng Krasnodar, cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga trên Biển Đen. Công ty độc quyền đường ống Transneft của Nga kiểm soát nhiều trạm bơm trên tuyến đường, bao gồm cả ở khu vực Rostov. Rostov cũng là nơi đặt nhà máy lọc dầu cỡ trung Novosatin, có thể xử lý 0,1 triệu thùng một ngày. Theo truyền thông Nga, một số thùng dầu đã bị cháy ở vùng Voronezh vào Chủ nhật, nhưng chúng không có tầm quan trọng xuất khẩu lớn. Tổng hợp từ Reuters, BBC. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.